Chào tất cả các bạn, mình là Super Show Anh Tuấn, chuyên gia tư vấn bất động sản. Mọi người biết ở đây là đâu không? Có thể nhiều người sẽ không nhận ra đây là đâu. Đây là khu vực đường 32, thành phố Vinh. Showroom Honda, thời điểm này đến vào tầm khoảng 10 giờ tối. 10 giờ tối tại đường 32, thành phố Vinh. Nhìn giống nước ngoài nhỉ? Tòa nhà mới xây, tòa nhà khách sạn. Khách sạn này là khách sạn Toàn Thắng. Đó, đẹp chưa? Bên này có quán bia ngon. Bia ngon. Tòa nhà BIDV. Tòa nhà chung cư Trung Đô. Chung cư Trung Đô bây giờ giá cao lắm. Nghe bảo đâu đó khoảng tầm 18, 19, 20 triệu một mét vuông ấy. Chung cư Trung Đô. Một đoàn người bắt đầu lao ra đường rồi này. Rồi. Mình đang đi hướng ngược lại nhá. Mình đang đi ra khỏi thành phố Vinh. Chứ không thì nó sẽ mắc kẹt vào một đống gọi là hỗn độn xe và người. Mọi người thấy buổi tối thành phố Vinh có đẹp không? Rất đẹp.